Phan Đại Đàm kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào tối ngày thứ Năm 20 tháng 9, 2018, tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana, miền Nam California, chương trình Cổ Nhạc Phương Nam là chương trình được thực hiện hàng tuần trên đài SBTN đã có buổi dỗ tổ sân khấu với sự hiện diện đông đảo giới nghệ sĩ thân hữu và hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc đài SBTN. Trong lúc chuẩn bị cho giờ khai mạc, nghệ sĩ Tuấn Châu đã cho chúng tôi được biết. Mỗi năm hàng năm thì Tuấn Châu đều làm dỗ tổ, nhất là 3 năm trước đã làm ở FPTN. Nhưng mà hôm nay đài truyền hình có sự dời đài, thành ra không kịp ngày dỗ tổ. Thành ra Tuấn Châu mới nói bàn với em của Tuấn Châu là Bích Liên, chủ nhà hàng Majesty. Thì hôm nay là cái ngày dỗ tổ em Liên cũng như gia đình. Coi như là sự tài trợ và ủng hộ cho Tuấn Châu hết mình. Tuấn Châu rất là mừng khi mỗi năm Tuấn Châu được làm cái nhiệm vụ mà hôm nay rất là đặc biệt là ngày mai là ngày sinh nhật của bác Bảy. Thành ra có một cái bàn thờ và cái buổi sinh nhật của bác Bảy trước một ngày. Sự mất mát của bác Bảy cũng là một cái sự rất là to lớn đối với chương trình Cổ Nhạc Phương Nam mà bác Bảy đầu tiên cùng với Tuấn Châu gây dựng. Tuấn Châu hy vọng chương trình Cổ Nhạc Phương Nam, đài truyền hình FPTN sẽ sớm đã thu hình trở lại để chương trình Cổ Nhạc Phương Nam được có mặt hàng tuần đến cho quý vị khán giả. Chương trình dỗ tổ sau đó đã được bắt đầu với phần các nghệ sĩ lần lượt chào khán giả và thắp hương trước bàn thờ tổ trong tiếng trống và đèn hương nghi ngút. Sau phần hát mở màn dỗ tổ, MC Thanh Tùng đã nói về các nghệ sĩ thực hiện chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Đây là những người giữ lửa cho sân khấu cải lương. Và để giữ lửa được, còn phải nhờ thêm một phương tiện nữa, đó là đài truyền hình SBTN. Nếu không có đài SBTN, làm sao Cổ Nhạc Phương Nam đến được từng nhà của đồng hương mình, vào từng nhà đồng hương mình hát cho đồng hương mình nghe. Kế đến, sư ngôn viên Diệu Quyên đại diện cho SBTN lên có vài lời với khán giả. Thật sự mà nói, ngày hôm nay khi tới đây thì lòng Diệu Quyên cũng rất là vừa vui và vừa buồn. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nghĩ tới Cổ Nhạc Phương Nam đã mang những món ăn tinh thần tới cho từng khán giả của SBTN thì đó là niềm vui và một chút xíu buồn là cách đây cũng đúng một năm Triệu Quyên cũng đã được đứng trên sân khấu này cùng với bác Bảy Văn Trung và ngày hôm nay thì không còn bác nữa. Tuy nhiên thì nhìn các anh chị tổ chức buổi lễ ngày hôm nay thì con nghĩ rằng bác ở trên trời, bác cũng rất là vui và hy vọng rằng tất cả quý vị ở đây cùng vui với bác Bảy Văn Trung và Cổ Nhạc Phương Nam. Kính thưa quý khán thính giả, buổi dỗ tổ sân khấu do chương trình Cổ Nhạc Phương Nam tổ chức, sau những phần phát biểu là phần các nghệ sĩ lên trình diễn những trích đoạn cải lương hay trình diễn những ca khúc, và song song đó các anh chị cũng đến thắp nhang trước bàn thờ cố nghệ sĩ Văn Trung cũng như đóng góp vào việc gây quỹ ủng hộ giúp đỡ những nghệ sĩ nghèo và neo đơn ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa trong ngày dỗ tổ. Và mọi chi tiết về chương trình hay gây quỹ, quý vị có thể liên lạc với nghệ sĩ Tuấn Châu qua số điện thoại 714-890-2794, 714-890-2794. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.